xin chào mọi người. Hôm nay chúng mình hãy cùng nhau mở hộp mỹ phẩm đến từ Karma Việt Nam và cùng mình tham gia Asian Beauty Blogger Contest 2017 nhé. Đầu tiên mình sẽ thoa đều một lớp kem chống nắng có chức năng như kem lót rồi chuyển luôn sang bước nền. Dòng cushion mình dùng hôm nay có tên Aloe Snail Moss Cushion đến từ Baby Bright. Ấn tượng đầu tiên với bạn này đó là mùi hương cực kỳ tươi mát, cảm giác tươi mát giống như lúc mà mình nhìn thấy màu xanh min trên vỏ hộp. Bạn này có SPF 50 và BA 3+, tức là khả năng chống nắng tốt. Nếu đi đâu cả ngày thì cứ sau 3 đến 4 tiếng lấy phấn ra dặm lại là có thể yên tâm để tiếp tục vui chơi hay làm việc. Và sự tiện lợi này cũng chính là điểm mà mình thích nhất khi sử dụng cushion. Màu cushion mình nhận được là tông 23 Natural Bright, hơi tối một chút so với da mặt mình nên mình đã phải trộn với một chút kem nền dạng lỏng có tông sáng hơn da mình để ra được một màu neutral như mọi người đang nhìn thấy đây. Tiếp theo là bước kẻ mày, sản phẩm này là Cathedral Real Brow 4D Tattoo Tint. Đây là một sản phẩm bút xăm mày rất nổi tiếng ở Thái Lan thì phải. Mình nhớ lúc ở sân bay hay là ở mấy cái trung tâm thương mại bên Thái thì họ chạy quảng cáo rất nhiều cho em này. Và hôm nay khi được sử dụng thì mình cũng cảm thấy khá là ok. Mặc dù là bút xăm nhưng mực da khá nhạt để chúng mình có thể dễ dàng điều chỉnh đường nét hơn. Và dùng xong thì mình dùng cọ để trải cho lông mày và nếp hơn. Sản phẩm mình đang cầm trên tay là Iron Cheek Cream màu 02 Jeju Halabong. Đây là sản phẩm 2 trong 1, tức là kem này chúng ta có thể sử dụng cho trang điểm mắt và má. Đầu tiên thì mình sẽ dùng kem này để thoa một lớp mỏng nhẹ tự nhiên lên hai bầu mắt, sau đó sẽ tán đều thêm một lớp phấn mắt màu cam để tạo thành một màu cam đào mịn đẹp. Tiếp theo sẽ lấy phấn nhũ để tán đều 2/3 bầu mắt để mắt nhìn sáng hơn và một chút phấn trắng phần dưới trên mày làm highlight. Kẻ mắt thì hôm nay mình dùng bút kẻ mắt nước có tên Shocking Black Niner đến từ nhà Cathedral. Mực da khá đều khi mình kẻ lên tay, nhưng khi kẻ trên mắt lại không thấy da đều màu. Cũng có thể là do lớp phấn mắt của mình làm tắc mực ở phần đầu ngòi. Còn nếu như chỉ make up hàng ngày, chỉ kẻ mắt thôi thì em này hoàn toàn ok. Mình sẽ tán đều một chút phấn mắt nâu ở đuôi mí dưới và thêm một chút phấn nhũ sáng ở đầu mí dưới và khóe mắt cho mắt thêm phần lung linh. Tiếp theo là đến kẹp mi, chuyết mi và gắn mi giả. Sản phẩm mascara màu xanh đen này có tên Apple Serum Big Eye Mascara của hãng Baby Bright và có vẻ như hãng này rất tập trung vào mùi hương của sản phẩm. Mình vừa chuyết mi và vừa có cảm giác như là đang uống nước táo ép. Chuyết mi này ngoài công dụng làm mi dày và dài hơn thì còn có tác dụng nuôi dưỡng mi chắc khỏe do thành phần mascara có chứa chất chống gốc tự do và vitamin tổng hợp. Nói chung mình rất thích bạn mascara này. Với màu má thì mình tiếp tục sử dụng sản phẩm Iron Cheek Cream để tán đều cho má ửng hồng. Bạn này dạng kem và mình thì quen dùng dạng phấn hơn nên thấy hơi khó tán một chút. Sau đó mình tán thêm một chút phấn má màu cam rồi tan đều cho hợp tông với màu mắt. Nếu như mọi người có lỡ tay làm phấn má đậm quá như mình thì cũng đừng lo nhé. Chỉ cần dùng phấn phủ dặm đều lên là ngay lập tức màu sẽ nhạt đi và mặt của chúng ta nhìn sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Ok, và cuối cùng là son. Son hôm nay mình dùng có tên khá dài, Crayon Velvet Matte Lip Smooth, là cây son được thiết kế dạng bút chì vặn và màu son mình chọn là màu 05, màu cam tươi. Đúng như tên gọi thì son lên màu rất rõ, lì, mịn và mướt môi. Ok, vậy là Make Up Look sử dụng những sản phẩm đến từ Karma đã xong rồi và chúng mình cùng đi chơi nhé!